Rồi xin chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem mấy anh dở trà này nữa các bạn. Đây sớm thì mấy anh dở hết 3 khuôn, 2 khuôn rồi. Giờ tới khuôn thứ 3 này các bạn. Đây mình ra thì mấy anh dở hai khuôn rồi. Giờ tới khuôn này, khuôn cuối nhất là anh đang lấy lục bình ra ha. Dọn lục bình ra các bạn. Đây đùa lục bình qua bên đây rồi trà hồ dục qua bên cái ô bên này nữa nha. Rồi bắt đầu là gạn cá. Giờ tiền giờ nó đang nằm ở trong cái đống này nha các bạn. Rồi giờ là mấy ảnh đang gom ba cái lục bình ra nha các bạn. Lục bình giờ đang đùa ra, còn cái vách ở bên đó thì hồi đùa ra mấy bên kia nha. Lục bình các bạn thấy tốt ghê không? Cá thì đang trú ẩn trong cái đám lục bình này nha. Anh đó thì anh đứng ở trên ba cái trà đó các bạn. Cái đống trà này đón là tiền nằm trong đây có bao nhiêu mấy sư phụ? Nhiêu 15 chai hả? 15 chai thì ăn Tết ngon lành luôn. Bịch lục bình thì được lùa qua bên đây nha các bạn. Lùa qua bên đây mấy anh tôi thì lùa qua bên đó đó để cho cá nó trú ẩn lại mé bên kia nữa nha. Đây một hai tháng hoặc hai tháng ngoài sau là bắt đầu là dở tiếp đống trà này nữa. Chứng minh nó đông già này vô à, vô này ông chú tết lớn luôn rồi các bạn ơi. Đường này đường kinh lớn nha các bạn, coi xà lan nó chạy kìa, xà lan chạy rất là nhiều nha. Đây mấy anh dở anh đùa ba cái lục bình ra cái góc đó, còn cái góc bên kia thì chắc có thể là lùa ra kinh luôn rồi. Rồi giờ là mấy anh tới lùa lục bình qua bên cái khu chỗ này các bạn. Chỗ này thì lùa ra ngoài luôn ha. Giờ mấy anh lùa khúc này ra các bạn. Còn một cục có thể là còn chừa lại một cục hay là lùa hết luôn đây. Đây anh lùa ra ngoài này. Đây cái anh đó anh lặn anh lùa. Còn vỏ rồi đó nó chạy các bạn. Lục bình thì được lùa ra ngoài để ngoài này nha, chặn lại. Có thể là hồi ảnh sử dụng lại vỏ xong rồi bắt đầu là ảnh còn dục lên lại nữa, để chuyến sau vỏ tiếp nữa. Rồi rồi coi anh này anh lôi nè. Chuyến sau là vỏ 3 cái tịch. Mấy tháng mới vỏ nữa anh? 2 tháng hả? 2 tháng nữa. Đóng trà này dở xong 2 tháng nữa mới dở nữa nha các bạn. 2 tháng rồi cá nó gom nhiều rồi hết, lấy bắt đi thấy. Cá bắt đầu là cá trắng bắt đầu nó phóng mé bên kia đó nha. Cái khúc này là cái khúc tiền vô đây các bạn. Mạnh, mạnh lên. Ừ. Đây anh này giờ là nằm ở trong lục bình luôn rồi nè, đùa ra. Ba giờ bình đó.
lúc này là nó phóng lại gai, bên kia cá nó phóng lên xuồng luôn kìa. Anh này thì anh đứng ở trên đống chà luôn nha. Cái đống này đánh giờ có nhiêu ký không anh? Hả? Chưa. Lên cả khoảng chừng vỏ chà hết là mới đánh được phải không? Bây giờ là mình đón khi đánh cá không biết được, chứ đóng này biết mười mấy triệu ha. Nếu mà có mặt cá đen nhiều là tiền nó nhiều các bạn, mặt cá trắng nhiều thì tiền nó ít. Cá trắng thì bán không có nhiều tiền nha. Rồi đùa khúc này ra chỗ này nữa là hết lục bình luôn đó các bạn. Còn lại chà ha. Rồi bắt đầu là mấy ảnh nhổ chà dục qua mé bên kia, dục qua mé bên đó đó. Còn cái khu chỗ này là cái khu tiền nha các bạn. Tiền nó nằm ở dưới đây nha. Để coi hồi lên cá là nhiều ít là anh biết anh đánh ra bao nhiêu tiền, bị ảnh dở hàng ngày là anh biết nha. Có tiền các bạn, vô đây là có tiền các bạn. Vô đây là có tiền ha. Rồi lục bình đã dỡ xong rồi đó các bạn, đẩy ra hết rồi đó. Rồi giờ mấy anh đang gom lưới vô ha, đang gom lưới vô để kéo dây kéo dàn chì các bạn. Chà thì anh chưa có dở nha, để giờ gom lưới vô cái khúc ở trong đó đó, rồi bắt đầu là mới dở chà dục qua mé bên kia. Dục qua mé bên kia rồi bắt đầu mới gom lưới nha các bạn. Bây giờ anh sẵn lưới là anh gom lại chân chỗ cái đống chà chỗ này. Cái xuồng đó hồi là mấy ảnh đứng ở trên đó đó để ảnh móc chà dục qua mé bên cái lỗ trống mình đó đó. Rồi giờ tới mấy anh bắt đầu là dở chà dục qua mé bên kia nha các bạn. Hai bắt đầu là khúc này là khúc cái cuối ha, là một hồi là có thể là ảnh dở ảnh gom cù ở ngoài đó. Bây giờ là hiện tại giờ là ảnh đang mấy anh dục chà qua. Tiền giờ nó đang nằm ở trong cái khu vực trong đây nha các bạn. Hàng chục triệu giờ nó nằm trong đây đó. Chà nhánh nào nhánh nấy bự bự không nghe các bạn. Giờ anh đang gom lên nha. Anh thì hai anh móc, còn anh dưới đây thì lội dưới đây là thì là kéo lên. Mạnh lên. Ừ đây nhánh chà chà cũ luôn nè. Lắc lư luôn. Cái đống chà này hai khớp rồi mà khớp này sao không thấy mặt cá trắng chưa có các bạn. Mặt cá trắng chưa có nha. Chứ mỗi bữa cái đám mấy đống chà trước thì mặt cá trắng lúc này là nó đang nhảy rồi đó. Chắc cái đống chà này cá đen nhiều chứ không có trắng nhiều. Tới công chuyện đi đâu rồi?
Rồi bây giờ là phụ thêm một anh nữa phóng xuống nè. Phóng xuống để lôi nhánh trà lên nha. Cố lên. Ừ, cố lên. Mạnh lên. Ừ, mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Quá. Wow. Gắn đi mấy anh ơi, tiền ở dưới đây nhóc. Đây. Mấy anh này giờ dở tới đây luôn các bạn. Đây có chiếc tàu chạy ngang. Rồi rồi rồi. Rồi sóng đánh lắc lư luôn. Rồi giờ mấy anh gồm qua tới bên đó rồi đó các bạn. Tới bên đó rồi. Còn chiếc xà lan thì chạy. Hôm nay có chiếc xà lan chạy trà cú luôn ha. Đây mấy anh này anh gồm ra nè. Ây chà. Rồi giờ mấy anh đó là giả được một mớ ha. Gần hết rồi các bạn. Gần hết trà. Còn một chút nữa là hết rồi đó các bạn. Tới có thể là còn một khúc ở ngoài. Dành cái góc ở ngoài kia nữa. Đó bắt đầu là mấy anh lặn này. Đây lặn cầm cây bắt đầu là lặn tiếp tục moi trà lên các bạn. Rồi ngoài đó có cái ghe chạy khủng không. Ôi giời. Ừ kéo quần lên. Rồi bắt đầu là mấy ảnh bên đây mình quay cho đoạn đoạn các bạn xem ha. Chứ không có quay hết cận cảnh rồi từ đầu đến cuối các bạn. Từ đầu đến cuối dở cái đống trà này khá là lâu lắm. Giờ mấy ảnh đang lặn kìa. Trời ơi coi anh đó lặn còn lú cái đầu lên. Rồi mấy anh này ôm trà. Lặn xuống dưới ôm trà kéo vô và kéo lại này. Để cho đưa lên cho mấy anh này nè. Lặn ảnh dục qua bên cái máy bên kia nha. Rồi bây giờ là còn một mớ các bạn, một mớ trà. Mớ trà để mấy ảnh kéo lên tiếp nha. Đây bây giờ là ảnh dục vô đây, mong bên đây một mớ nè. Cái kinh này là cái kinh lớn các bạn. Kinh lớn xà lan chạy rất là nhiều nha. Nhưng mà nãy giờ chưa thấy chạy qua chiếc nào nữa. Chứ này mấy nãy có chiếc mấy chiếc lớn lớn chạy không. Bây giờ là anh đó anh lặn kìa. Anh giờ đang gom trà ở ngoài cái cục ngoài đó vô đó các bạn. Vượt qua mé bên kia nha. Cá lúc này mình thấy có một hai con nó phóng nó. Cá bự bự không à. Đây cái cây trà mà nó láng cuộn luôn, nó vàng tươi luôn rồi. Cây đó chắc cây gáo quá, trà gáo quá các bạn. Bây giờ là mấy ảnh tiền ở dưới đây rất là nhiều nha. Hàng chục triệu nằm dưới đây. Có khi đóng trà mà anh bán mười mấy triệu, bảy tám triệu, năm sáu triệu, từ năm sáu triệu đổ lên đó, mới có lời nha các bạn. Tiền giờ đang nằm ở dưới đây nha. 2, 4, 6, 8 anh giỏ trà. 2, 4, 6, 8. Rồi bây giờ là 6 anh em xuống lặn hết trơn các bạn. Lặn ở chân chỗ đó nó hơi sâu đó. Ở chân chỗ đó là khá là sâu luôn. Còn bây giờ 2 anh em thì ở trên để rút trà nha. Đây lặn hết trơn các bạn. À, mấy anh lặn ở chân chỗ góc. Cái chỗ góc đó là chỗ sâu nhất đó các bạn. Chỗ đó sâu nhất. Lúc này thì cá chưa có phóng nhiều đâu nha các bạn. Đây chân chỗ này cá nó phóng nè các bạn. Nó phóng lên. Rồi bây giờ là mấy ảnh dở trà ở ngoài khúc ngoài đó rồi đó các bạn. Xong cái khúc ngoài đó rồi. Bây giờ là còn chỉ còn một đống ở chỗ này thôi.
đóng ở chỗ này thì chưa có vỏ liền đâu nha các bạn. Để bóp chì vô lưới vô còn nhỏ lại rồi mới vỏ cái đóng này nha. Rồi giờ mấy ảnh lặn, mấy ảnh gom ba cái gác nha các bạn, gom gác bọc bẹo đồ ở dưới mớ nữa nha. Giờ bắt đầu mới gom trà thì đã hết rồi, còn chỉ gom gác bọc đồ này kia. Rồi bắt đầu là tới ảnh kéo dần chì vô các bạn, kéo dần chì, lặn kéo dần chì vô trong nha, lặn kéo dần chì vô trong rồi bắt đầu là bóp ba cái lưới này vô nè. Đó, mấy ảnh lặn, mấy ảnh nổi lên nè các bạn, nó bắt đầu lặn tiếp tục nha. Đó, cái dàn chì đã kéo vô tới chân chỗ mấy cái anh lặn ra đó. Còn ở ngoài kia thì cái tùng nha. Còn mấy anh này thì lấy cây ra, nhổ ba cây cầm ra ngoài để gom ba cái lưới vô. Đống này chắc mình đổ chắc cá trắng nó ít các bạn, chắc cá đen nhiều. Rồi nổi lên. Bốn anh lặn, năm anh luôn kìa. Còn ông lão có ông lão đó là lặn là siêu đẳng nhất ở trong cái mấy anh này nha. Chì là bóp vô sát vô trong cái dàn cây đó các bạn, hai cây đó, bóp sát vô dàn cây đó, kéo sát vô đó. Chì anh kéo vô tới đây. Rồi bắt đầu là anh thăng lưới lên rồi các bạn. Rồi. Chị nó vô tới trong đây rồi đó ha. Chị nó vô tới đó. Rồi, dàn lưới bắt đầu bóp vô. Đóng trà đó gọi là dục sao hay quạt. Còn anh này thì ở đây là kéo chì lên nha, kéo dần chì này lên. Đây, mấy anh này giờ thăng chì lên nha. Thôi rồi, cá lăng lên nha, dính theo lưới lên rồi, cá lăng chà cú luôn. Thảy vô luôn, thảy vô đóng chà luôn. Thảy vô đó, hồi nó cũng vào lưới nha các bạn. Rồi cá nó phóng rồi đó kìa, con này cá trắng phóng lại gai ha. Hai mấy anh ngoài đó là lặn để bóp cái dàn chì vô, lặn kinh khủng không? Lặn nổi lên phèo phèo. Đây cá nó gom tùng chỗ này nè các bạn, thấy kìa. Trời ơi. Ghê không? Tiền cũng này, tiền là chỗ này là hút tiền nha các bạn. Tiền vô nha. Tiền vô, dở lưới lên cái tiền thấy nhóc trơn ha. Nhiều bên này nè, bên này cũng có cá đó nè. Rồi cá nó gom khúc đó kìa. Bắt cá chạch đó, cá chạch đó.
Thôi rồi. Cái này chỉ gom cù khó hút rác ra chỗ này thôi mà cá nó gom lại đây nè các bạn. Cho cá nó chui ra bớt đi. Cá đó, cá cóc gì chứ đâu phải cá linh. Đâu mà cá linh bự vậy. Ơi cá lăng dở lên. À cá lăng chà cú luôn kìa. Nè, cá lăng nè. Đó. Bóc lên nó ngu luôn phải không? À cá sát nè. Cá sát bự nè. Tiền vô, tiền vô. Cá bụng nè. Cá đó cá giò đếm hả? Cá bụng. Cá bụng hả? Cá hú rồi. Tôm đâu không thấy chân vậy? Ôi trời cá chê kìa. À cá chê nè. Cá chê trắng. Ôi cá chạch kìa, cá chạch bự kìa, cá lóc mít đó kìa. Cá chạch. Thôi rồi. Ai cá lóc mít đây cũng đòi ăn cho trời. Rồi sao không hút thì bả đợi. Dò cho nó, dò cho nó bự lên. Dục mà sống đi. Cá đó ăn được không? Ơ cá chặt bự kìa. Thôi rồi. La cá giật mình luôn ha. Ông ngủ ha, ông ngủ chả nè. Lát bát. Lát bát 3-4 con cá chê cho nó ảnh dạng anh nướng nó nhậu. Thôi thì trà đấy, nó hùng ngon cái cây nó ra mình đưa bỏ đi. Đây đây. Rồi bây giờ còn cục trà này bắt đầu là mấy ảnh giỏ dục ra nghe các bạn. Vô tiền. Vô tiền. Cục trà này là cục tiền đó phải không? Vô tiền anh em ơi. Tiền để làm chi? Cho dọa đi, nó cắm đi. Ừ, lấy xe đó đi. Cắm bên đâu đi. Kéo chỗ